Sau 28 năm đóng cửa, rạp chiếu phim Empire, một trong những rạp chiếu phim lâu đời nhất của Liban, được mở cửa trở lại, đem đến những trải nghiệm điện ảnh và sân khấu miễn phí cho người dân nước này. Dự án trùng tu, tôn tạo rạp chiếu phim được thực hiện với sự tham gia của 25 tình nguyện viên đến từ khắp đất nước Liban cùng chung tay cải tạo trong vòng 8 tháng để hồi sinh rạp chiếu phim bị đóng cửa suốt 28 năm này. Dự án được khởi xướng và chỉ đạo bởi Hiệp hội Nghệ thuật Tiro và Nhà hát Istanbuli, hiện đã cải tạo 3 rạp chiếu phim và một rạp hát khác ở miền nam Liban. Trong số đó có Rivoli Cinema, hiện được coi là nhà hát quốc gia của Liban ở thành phố Tigre. Ông Kassem Istanbuli, người sáng lập Nhà hát quốc gia Liban, tự hào về công việc của họ, đã góp phần làm hồi sinh văn hóa ở Tripoli, thành phố nghèo nhất Liban. Việc mở cửa trở lại rạp chiếu phim Empire tạo điều kiện để tổ chức liên hoan sân khấu quốc tế Tripoli đầu tiên kéo dài hơn 4 ngày. Những người tham dự chủ yếu là cư dân từ Tripoli bày tỏ sự vui mừng về sự kiện này. Khi bước chân vào rạp chiếu phim, tôi đã kinh ngạc đến mức không thể tin được. Bạn hãy hình dung khi trở lại sau 40-50 năm, rạp hát được cải tạo lại, những dãy ghế và sân khấu vẫn ở đó. Một cảm giác rất tuyệt vời. Toàn bộ kinh phí cải tạo được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế.